Ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng có vốn nhà nước bao gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank. Giá bán sẽ do Ngân hàng Nhà nước ấn định dựa theo giá thế giới. Như vậy, sau phương án đấu thầu không đạt được hiệu quả như mong muốn, đây là giải pháp tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước nhằm bình ổn thị trường vàng trong nước. Ngay trong sáng ngày thứ hai tới, tức là ngày 3 tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho các ngân hàng thương mại nhà nước theo mức giá do Ngân hàng Nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới. Và các ngân hàng thương mại nhà nước với mạng lưới rộng khắp của mình thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu. Trao đổi với báo chí, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, ngân hàng đã công bố danh sách các điểm bán vàng miếng, thời gian bắt đầu bán trên website của ngân hàng, hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng. Về giá vàng, sẽ do Ngân hàng Nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới. Các thông tin còn lại liên quan đến phương thức giao dịch sẽ được cập nhật liên tục trên website của ngân hàng. Các chuyên gia kinh tế nhận định, phương thức mới này của Ngân hàng Nhà nước về mặt lý thuyết là hợp lý. Tôi chắc chắn là khi mà bán qua hệ thống các ngân hàng thương mại của nhà nước thì cái yếu tố về thị trường, công nghệ tôi nghĩ là mang ra ánh sáng. Ai muốn mua vàng thì cũng sẽ đến ngân hàng cũng mua được thôi. Thì nhưng mà nó sẽ giảm được cái yếu tố đầu cơ, tích trữ, gom giữ và những cái yếu tố có thể là thao túng giá vàng ở đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là một bước đi rất hợp lý để làm minh bạch thị trường vàng và cũng vừa là đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu của người dân. Ai có nhu cầu mua vàng vẫn có thể mua. Nhưng vấn đề đấy là phải ra ngân hàng và phải minh bạch cái hành vi mua vàng của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ loại trừ được yếu tố đầu cơ trong cái việc găm giữ vàng trong thời gian sắp tới. Trước đó, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu, trong đó có 6 phiên đấu thầu thành công, cung ứng ra thị trường 48,5 ngàn lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên thực tế, sau các phiên đấu thầu, giá vàng vẫn tăng, chênh lệch với giá thế giới vẫn ở mức cao.